Hôm qua tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Đến dự có đồng chí Trần Việt Hùng, Phó trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Sĩ Sơn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh. Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng được hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 5 năm triển khai xây dựng tại địa chỉ 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt. Với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách nhà nước, công trình do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chủ đầu tư, Tổng công ty xây dựng số 1 Bộ Xây dựng thi công. Quy mô của trung tâm gồm 9 tầng phục vụ nhu cầu làm việc giao dịch của 49 cơ quan đơn vị với gần 1.500 cán bộ công nhân. 3 tầng hầm và bán hầm để bố trí khu để xe, khu thể dục thể thao. Ngoài ra, trung tâm hành chính của tỉnh còn có 3 hội trường 100 chỗ ngồi, 1 hội trường 300 chỗ và 1 hội trường 500 chỗ. Khu giải quyết thủ tục hành chính một cửa gắn với khu tiếp dân. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trung tâm đã lắp đặt các hệ thống camera, hệ thống âm thanh ánh sáng, phòng cháy chữa cháy và cháy tự động, trạm xử lý nước thải, hệ thống mạng công nghệ thông tin, hệ thống thang máy. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Tiến đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các sở ngành đơn vị thi công đã nỗ lực triển khai thi công và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, góp phần phục vụ nhu cầu làm việc của các sở ngành và giao dịch của nhân dân ở địa phương. Dự án trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Lâm Đồng hoàn thành đưa vào sử dụng, các sở ban ngành của tỉnh làm việc trong một tòa nhà khang trang và hiện đại. Nhưng để thực hiện được chủ trương của Trung ương và Chính phủ về hiện đại hóa nền hành chính thì việc hoàn thiện cơ sở vật chất và phương tiện chỉ là một yếu tố. Vấn đề còn lại có tính chất quyết định, đó là chất lượng, hiệu quả công tác của các sở ban ngành và đơn vị. Vì vậy, tôi đề nghị ngay từ bây giờ, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, cấp ủy, đoàn thể của mỗi cơ quan, đơn vị, cần phải đổi mới căn bản về phong cách, lề lối làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức, phong cách tốt, chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp không ngừng được nâng lên, xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa công sở theo hướng hiện đại, kỷ cương nhưng gần gũi, thân thiện với nhân dân, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, vận hành một cách trôi chảy, nhịp nhàng, nhanh chóng và hiệu quả bộ phận một cửa liên thông hiện đại, đồng thời xây dựng và hoàn thiện dự án chính quyền điện tử để triển khai trong thời gian tiếp theo. Mỗi sở ban ngành cần phải xây dựng phương án cải thiện chỉ số cải cách hành chính, từ đó để góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong những năm tiếp theo. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng, chúng ta đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên, giúp đỡ của Chính phủ, của các bộ ngành trung ương. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương, đặc biệt Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, v.v. về sự quan tâm, chỉ đạo, góp ý, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành cơ bản đảm bảo tiến độ. Cũng tại lễ khánh thành, trung tâm hành chính được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ban quản lý là đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, vận hành, khai thác toàn bộ cơ sở vật chất của trung tâm hành chính tỉnh. Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và các đại biểu đã dự lễ cắt băng khánh thành và tham quan cơ sở vật chất và trụ sở làm việc của các sở ngành tại trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.